Những hình ảnh này là kết quả của đợt mưa lớn chưa từng thấy trong nửa thế kỷ qua ở khu vực sa mạc Sahara. Sa mạc Sahara nằm ở đông nam Maroc, là một trong những nơi khô cằn nhất thế giới và hiếm khi có mưa vào cuối mùa hè. Tuy nhiên, đợt mưa vừa qua đã khiến nhiều khu vực ở đây ngập lụt, biến thành đầm nước. Theo chính phủ Maroc, đây là đợt mưa lớn nhất suốt nhiều thập kỷ qua. Các vệ tinh của NASA thậm chí đã phát hiện sự xuất hiện của nước tại khu vực hồ Irigui nổi tiếng, vốn đã khô cạn suốt 50 năm qua. 6 năm hạn hán liên tiếp khiến Maroc gặp nhiều khó khăn, buộc nông dân phải bỏ hoang ruộng đồng và các thành phố làng mạc phải hạn chế sử dụng nước. Lượng mưa dồi dào lần này sẽ bổ sung nguồn dự trữ nước, song hiện chưa rõ có thể giúp giảm hạn hán đến mức nào. Những dòng nước chảy xiết giữa các cồn cát ở miền nam Maroc này đã tạo nên một diện mạo mới cho sa mạc Sahara. Sự xuất hiện của nước ở sa mạc Sahara có thể thay đổi đáng kể các dự báo thời tiết trong tương lai. What the fuck? Parang siya nag-crash nga kuwan. Puta kay Rainbow. Shooting star. Shooting star? Kuwan, anong tawag itong sir? Bakang kuwan? What the fuck, man? Kaya ba nga? Kayo? Wow. Så tager vi den. Is, stop til lågen. Mås lære. Ja.